mọi người nha. Ngon tuyệt vời luôn. Bây giờ chuyển sang áo đâu. Thơm ngon lắm. Xào xả ớt là theo cái phong cách riêng của bên tỏi nhé. Em mình làm mình để em xào hai lần. Một lần đầu mình xào cho mình cho nước mình kiểu như mình xào cho nó chín đi. Mình chát nước ra. Mình cho lần thứ hai vào mình xào lần nữa. Đấy là lần kết thúc là ăn. Thế hôm nay mình có cái món gọi là chân gà xào xả ớt siêu cay. Đấy, hôm nay mình sẽ gọi ông sang. Nên toàn sẽ gọi hai ông sang nhá. Đấy là ba ông con là gọi là thưởng thức cái món này là nhâm nhi cái chén rượu quá tuyệt vời luôn này. Đấy, hôm nay cho các ông gặm chân gà cho nó khỏe răng. Bây giờ đến câu đoạn mình tẩm ướp nhá. Vậy mình sát muối để rửa đây. Cái này mình cho chanh vào nhà cả nhà nhá. Cái này thì mình phải sát thật sạch, rửa sạch các nhà muối. Hôm nay làm cái món gọi là cho nó khác lạ đi cả nhà, mình ăn uống suốt ngày hãy chia sẻ cho cả nhà xem. Hôm nay mình đi làm cái món gọi là chân gà xào xả ớt, làm nó đơn giản nó để ăn cho nó thay đổi cái khẩu vị đi. Khác lạ đi cả nhà. Chành sát cẩn thận một chút cho nó sạch sẽ. Đấy, mình làm đến nói chung là mình làm mình ăn cả nhà nó đơn giản thôi. Làm như nào mình gừng với cả sả cả nhà. Cái này cho mình tí mình nát mình cho mình xào. Đấy, xả với cả ớt với gừng đấy là mình sẽ băm xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ chặt chân các ông vào này. Ông vào là chặt cái móng đi, cái móng này nó quan trọng gì đâu cả nhà nhỉ. Ô, cứ để cả cái cho tàu nhanh. Vậy rồi mình cứ chặt ra xong để đấy cho vào xào thôi, đơn giản thôi. Mình làm mình ăn rồi nhá, nên là không phải câu kỳ nhiều. Vậy là tuyệt vời. Hấp dẫn đấy cả nhà, siêu cay đấy. Chân gà xào xả ớt, món ăn còn đơn giản nhà làm, đơn giản mà ngon. Do Lê Toàn sáng chế thơm quá nhỉ. Do này vào mình đảo tìm hỏi đấy cả nhà, nó phải là rất hấp dẫn. Mình cho nước mà mình đun đi cả nhà, nó sôi sục đi. Đấy, cái này cái nó là mình làm cái theo cách riêng của mình nhá. Đấy, mình xào xả ớt xong đó mình cho chân gà vào mình kiểu như mình luộc lên cho nó chín cả nhà. Nó chín được khoảng 70-80% là mình mới bắt ra, xong lại cho xả ớt vào lại xào tiếp lần nữa cả nhà thì ăn nó mới chuẩn. Đấy, đấy là làm theo phong cách riêng của Lê Toàn nhá. Em phong cách này nó là phong cách tàu nhanh. Mình làm cho nó nhanh và nó đơn giản và gọn nhẹ thôi. Nó chín được cả nhà. Mình cứ cho chín được tầm tầm được khoảng 80%. Đấy là mình sẽ vớt ra. Xong mình sẽ cho xả ớt vào mình sẽ xào tiếp lần nữa. Đấy. Để ăn thì không thể nào là tanh được, ăn như này là nó chất lượng. Chuẩn. Tờ Lê Toàn sẽ vớt ra nhé cả nhà. Mình
mình sẽ vớt ra xong là mình sẽ xào lần nữa. Ok luôn. Ông gọi ông phở đi xong rồi đấy. Đây cháu vớt ra là cháu xào lần nữa là xong, ok này. Đấy. Ngon quá cả nhà. Đấy, cái khâu này nó cảm giác là rất chi là hấp dẫn rồi, chưa nói đến cái khâu mình xào lại lần nữa thì nó còn hấp dẫn nữa cả nhà. Đặt bếp đi. Vớt ra để công đoạn của nó kết. Đây là công đoạn gọi là kết thúc này. Đấy, mình sẽ cho chả và ớt vào, mình đảo lên. Đấy, cho gà vào nhé, à cho chân vào. Quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà xong mình cho cái lá chanh này vào nữa cho nó thêm cái hương vị này. Đồng quê đấy, gà có lá chanh thì gà phải có lá chanh. Quá tuyệt vời. Bột ngọt cả nhà, bây giờ mình cho bột ngọt nhá. Đấy, còn là mắm thì mình cho tùy theo cả nhà. Nếu mà cái món này cả nhà, nếu mà làm mình làm theo cái những cái bạn ở trên mạng chế biến ấy thì nó công phu lắm. Mình làm này nó là theo cái phong cách riêng của mình, ngon là được thôi cả nhà. Ăn chín uống sôi, thơm ngon. Đấy, sạch sẽ là được. Chứ không phải mình làm mình cầu kỳ, phải cứ phải nhiều cái gia vị nọ, gia vị kia. Cứ gọi là có những cái hương vị đồng quê là được. Lá chanh, lá trước cho vào, riềng xả các thứ. Ớt, gừng. Đấy. Ớt, gừng, tỏi gọi là các loại, gọi là gia vị gọi là đầy đủ. Nó đơn giản thôi. Bây giờ công đoạn mình còn răng lá chanh nhá. Là xong là thi đấu luôn này. Đấy. Quá chuẩn rồi. Thơm ngon lắm cả nhà. Nước mũi. Món này nghe có vẻ là hấp dẫn đấy. Và bây giờ Lê Toàn sẽ mời cả nhà vào thưởng thức món Lê Toàn nhá. Đơn giản và ngon. Lê Toàn sẽ múc lên nhá, chiến đấu. Vậy là xong. Ngon quá cả nhà. Chân gà xào xả ớt, phong cách tàu nhanh, thơm ngon còn là nước mũi. Đấy, ông ấy đang rót rượu, ông rót rượu cho con cả nhà. Đấy, bây giờ là gọi là ba ông con thưởng thức cái món còn là chân gà xào xả ớt do Lê Toàn còn là sáng tạo. Ăn tàu nhanh. Đấy, để cho các ông nhai cho răng cho nó gọi là cho nó khỏe. Đấy, ông chào cả nhà. Đấy, ông cứ ngồi im đấy rồi nhá, ông đừng xê dịch nhá. Thế là vừa khớp ạ. Đúng rồi. Mời mọi người thưởng thức của mình lên toàn nhá. Mưa đang rắc này. Được, chắc thằng Bân, chết thằng Bân. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Thơm quá, bốc mùi cả từ mũi. Chưa ăn là thấy mùi vị rồi. Nào, kem mời ông ấy nhỉ. Nào. Đấy, chúc sức khỏe hai ông nhá. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Xin mời. Mắc ông cái. Mắc cái. Tình cảm. Mắc. Rồi, ấm não. Nó là cái chân gà này, nó là chân gà công nghiệp. Nên là ăn là nó, ông phải nhai những cái này, nó ngon này. Đấy. Còn cái móc nó nhanh, cái này móc nó là ngóc hết, nhai rồi. Ba mươi mời nào. Mời ba mươi mời cơm. Nạ mà ngon.
Đấy, phải chấm lại đường gì này, phải chấm chấm lắm này. Mai trong bà khỏe nhờ cái da không hồng hào đấy, được đấy. Ngon quá nhỉ. Ừ. Có tin là chảy. À, chảy thơm. Bà có ăn ngồi ăn được không? Nhưng mày bảo nó ngồi đây, có gì đâu ngồi đây. Không biết à. Ăn mà ngồi này thôi, quay này. Cái chim mày bẫy được nhiều chưa? Bẫy mấy con? Bỏ cho dễ. Hãy lấy cái bát để đựng thương. Rửa luôn này. Tao đây, tao đây. Không rửa rồi. Vừa bà. 10 phần chỉ được 7. 7 rồi. Ngon quá, ông ăn mạnh không ơi? Mở ra không kéo, có cái gà vỡ mặt. Uống rượu nó hợp. Ừ. Móc hả nhất. Móc đi, ông này ăn những cái chân này nó ngon. Cái thịt nó không ngon. Ừ. Uống rượu ơi. Rượu à? Dạ. Ngon tuyệt vời mà trời. Đúng rồi, ớt vừa tẳng lại ngon. Nó xào hai lần, một lần như là kiểu mình xào cho nước vào như luộc ấy. Ngấm rồi. Đấy, nó ngấm cho nó chín được khoảng 80% rồi chắc ra lại xào một nữa, xào một nữa. À, thế là cẩn thận, ngon. Cái này nó nhiều sụn. À, mua con vịt đánh có cái canh mà này. Ngon nó không có. Cái này mẹ nào? Cái này chợ sàng ấy. Chợ sàng. Chợ sàng. Vịt bắt ở làng nhà hàng nó nuôi dân dã, đừng có nuôi, nó mua trong những bọn trang trại hay các cái cỏ. Mua là nó ít được nhà này, thường mua ít. Vào dân mua được không? Ở đấy nọc cũng là dâm nhâm bất ngờ, không có tăng con ạ. Vậy. Ăn đen nhỉ? Giờ này, cái này ngấm rồi. Ngon, ngấm ấy. Chịu cuối, gần. Ngon, xin mời nhỉ. À. Tuyệt vời. Ừ. Cái chân to rồi, ông mong cái chân to đây này. Ừ, thế thật. Đây cái này to. Cái này to, cái này củ to này. Củ to. Này đúng là nhà đang chuẩn đấy. Thế này ông về ăn chơi cái này này. Ừ. Cái này mới nó mới chuẩn. Đấy. Đấy, ăn cái đấy nó mới ngon. Tía ông đi gặm cái xỉu này. Tía thêm món một này. Không thiếu. Ngon đấy. Cái đám ấy chắc toàn là nàng mình nhỉ, đám bà. Cái nàng cá. Đám ở đâu không? Vừa đừng qua, phải đám qua đây ăn. Sáng nay nó qua đó. Đám bà đấy ăn. Nàng mình hết. Tạm biệt. Ok. Đấy mình. Không ăn được. Tỉnh chứ. Ông ấy ở huyện rồi. Ăn này nó mát được. Người ta chứ cái nạng đến bánh to cũng dùng được tỉnh. Ngon quá. Xã nào cũng có phố đen ấy. Người tỉnh tỉnh đấy. Và để đợi mẹ nó. Cái củ 3 năm chưa mật là và lắm giống với ham mình tôi đã bữa được ham ăn cái thằng giờ có vấn đề mút mát nữa chết chắc. Cái này đúng không? À, hai ông nhai mà đúng là không cần nhiều nhiều ấy bớt làm ít cho mắm gạo không nó cháo các hành ngọt thích dừ ngay nhiều rồi không biết nếu ông lúc em bảo thì lúc em chưa làm thì không biết nào nhìn thấy nó biết nhiều thằng bà bớt rồi non cho năm gạo mình thấy gặm hành hoa tắc vào các bạn nói hoa bàn chất nó ra ngọt nước ngọt nước cháo gà nó tỉnh người à làm chuẩn rồi mạnh em ạ. Ừ, đấy cái tuyệt vời mạnh nó nhát đủ tính. Ê, cái nhà này vườn trồng được rồi này, bây giờ chuẩn sạch sẽ rồi. Ớt muối còn không? Hết rồi. Còn đấy. Còn đây. Đây.
ông dở ngủ bây giờ nhìn thấy này rồi tôm với muối à cái hộp đỗ muối là chuẩn này à. Muối là quá chuẩn luôn có xanh muối đây muối này ngon ăn giòn giòn nó giòn miếng này ra sạch đây nó biển không có cho cu mà cu thì nó có biển ông cầu nào dối nhà bố hộ bà cần cái khúc kia bà đi bánh à bà bảo tôi mấy lần rồi đúng không? Cái là câu rõ chứ bỏ chưa bà, chưa dùng đến dễ hay con dễ hay à? Cường cái gỗ gì đấy? Keo keo khô bổ dễ mà keo dài lắm không, nó khô hẳn nó không sợ nó dài nó dài không phải không? Nó cái đầu lắm khỏe người sao thật phải bắt chứ ôm cào trước mẹ bổ cho mà hoa mà nó ác liệt mà gọi nó cứ ảnh về chung mới đang khỏe bạn cảm ơn thôi mà đứng chỉ dạo thì gửi vào cho ông anh hàng cay thủ lúc ấy vẫn không ông bà Lam mà nhỉ vẫn đang ở trong Nam đó, bà gửi về cho ông biết hai cháu khổ này ông già và cầm que mà chỉ đạo gì đấy ai đang đệ cái nắng bức rồi trần không ngủ bố không bức bà sao bức cơm no lắm tướng đó là bà chị Hiệp này thì xào cái gì bò ăn thịt bò ngon quá mới ăn rất ngon đang đói ông về cho với cháu năm nghìn to chứ đúng không? Bà ăn đấy. Cháu ăn gì chưa? Bà mua đấy là mua rồi mà nói rất khéo, không ăn phải ăn. Tuyệt vời. Ớt ăn ngon sướng. Ớt ăn ngon. Sàng này nó cũng thịt lợn đến sẵn mà nó về tôm cua cá ốc ếch thì thua cho quế cho quế là vào thấy nhiều quế là sẵn cá sẵn cả hải sản nó chết đầy sẵn hết và rồi mình quyển sẵn hơn nhưng mà thật thầu à quế không nói quế mà chợ sàng mình ấy, à, không có mấy con ếch con ốc nó bẩn không có à, món chân gà nó khác đi nó đổi mới đi cả nhà đổi bữa đi đổi bữa còn chó kia chó nào kìa đơn em bảo họ bà con nào cho ông quyền đâu nằm trong chuồng đấy nó kiểm tra đấy cái màu không cái quẹt con này con dè quẹt dè quẹt dè quẹt hay dè quẹt xưa nó hay ở hướng ngày xưa về phòng vệ sinh ngày xưa vệ sinh hôm trước nó nằm đất ngày giờ hiếm hết đấy người lớn hiếm giờ nó mùa xuân nó bay về trước thì có mấy đâu trước những năm thời bao cấp là sẵn từ bây giờ hiếm cái dao phải chuẩn này cái vừa vừa này nó to quá nó ngố rồi nó hỏng luôn
mai nó thiết kế cái tấm nhồi luộc còn xào à, chanh ăn đập quê nó dân dã ngon, thay đổi món pha cái nước chấm pha nước chấm có trọng nước chấm chấm mà mai cho mấy cái lá bưởi mới lá ngoài lá gì đó lá lá chanh lá xả 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 cái hương còn nhiều lắm xả bưởi xả chanh cho mà luộc nó thơm ốc thì có chất lượng giá gừng vào ớt có nhau em đi về nhỉ xin mời cả nhà ngon được cái món này ngon ngon này nó nặng nhiều rượu của nó nặng cái chỗ này đổ ra mình làm này Trưng Nguyên hay hay gì nhỉ? Hay thì vẫn lại có mấy ở đâu? Trương Huyền. Cái công ty à? Vâng. Trương Huyền á? Ừ. Có mà xem. Có mà xem. Ở Trương à? Trương. Anh vẫn khỏe nhỉ? Vẫn khỏe. Vẫn đang nhạc rồi. Ông nương đại đá ông không nương đại đá được về trong đại đá đấy không không con bó con nóc biết cái gì nhiều sau tắt rồi đại đá mà mày không phải nỗi mà mày vào ông nào ông ngồi cho 1-2 triệu mình được không thật sự rồi ngày xưa nó đá hiếm đá quý nhung của ấy mà sinh hoạt tử đá cả làng mỗi ông đảng thế thôi sao mà ba cuộc phân chiến mới được đá ấy nhỉ không khoái nhà mình như thế mà không có thân cảnh sĩ chứ đến đại quý giờ mình khoái nhà mình cai tù trong ngục tù bọn ngụy vẫn theo đại thần tử chứ đến đại quý giờ có thượng sĩ đồ lại hồi xưa trung úy này tiêu úy đã ác lắm làm đại úy đã trở đoàn trưởng giáo nhiên thêm bây giờ một chất nó ra trường đẳng cấp mà cái này nó đẳng cá nó ra trung úy bây giờ phải lá nó biếu không cầm thở rồi mặc cái này không vừa xin mời nhà nó có biếu giờ không ấy bây giờ đòn này bạn nữa tạnh tôi bác tay ngó bà đi nha bà nam các cậu bây giờ chỉ có mua quần áo lâu mà mày mọi người nhá ngon tuyệt vời luôn bây giờ chuyển sang áo lâu thơm ngon lắm đó bên mình bên xuống mà có mua quần áo lâu xào xả ớt là theo cái phong cách riêng của bên tỏi nhá. Em mình làm mình để em xào hai lần để em biết rồi cho vào đầu giá đấy một lần đầu mình xào xong mình cho nước mà mình kiểu như mình xào cho nó chín thì mình chát nước ra mình cho lần thứ hai vào mình xào lần nữa đấy là lần kết thúc là ăn là tuyệt vời luôn ăn nó thơm nó không tanh ngon ngon đúng vị đúng vị ông ăn mạnh không ạ từng góc một ạ từng góc mạnh cứ cuốn góc một cứ cuốn chiếu và quá thì cái này lại không bộ à
Từ ra đây ngồi thì cho chó nó chụp vào lên mạng. Bán lên hình bằng ngại. Bằng ngại đúng rồi. Ngại lên hình. Đúng rồi. Nhiều người thích lên hình, nhiều người không thích. Nhiều người ngại. Các ông lên hình cái nhất là để gọi là giữ lại cái kỷ niệm về cái này con cháu để xem con cháu mở ví dụ về cái này các ông đi theo ông ấy mày cứ giữ hết chúng ta có hình ảnh sống đấy cứ lên trên YouTube mà cả đời cũng hết được không ngày xưa mày không quay được cho bố cháu không quay được ngày xưa làm gì có đâu ngày xưa không có chưa làm đấy về cái này con cháu hết đời nọ đời kia xem đấy các cụ hồi xưa đấy ngồi ăn chân gà nhai ở bâm này bằng Bác Hồ đấy người ta vẫn lưu trữ được kiểu mang tài liệu đấy. À, chị là tôi bảo là có tôi bảo cầu ông đâu khỏe ông bổ cho mấy cái khúc kia tôi là tôi hát ra ông mà nghệ sĩ ngày xưa bổ đấy ông nói là ông mà yếu là ông biết miếng ông bổ được chứ mà khỏe chứ chắc ông bổ được không nửa cái thớ ông còn trước có bổ đâu còn bà xem không tôi bỏ giỏi ông này bà đang tôi cười bà che mà sao là con đi bổ bà Hòa còn mồm ma còn khác chơi làm sao bổ được bà chơi phải bắt ốc thôi bổ bằng bổ mạnh không phải bổ không cái này keo này bổ cũng dễ mà dễ nó khô hẳn không tươi hẳn chứ không cái này tươi là nó lại rồi nó bánh tẻ rồi nó hết tươi rồi. Rồi thôi phá năm cái đó vô xin. Trước là đa số là bổ gọc tre, cái cổ hiếm này là cho gọc tre đấy cũng hàng tuần đấy. Cái gọc tre là có kèm theo cái sả beng. Đấy cứ cho nhà nào có cho bụi tre là sớm rồi. Sửa hiếm lắm mà thì cổ nhiều cỏ may. Để lắm rồi làm cho. Bước xuống ao hồ ngâm càng cháy được. Đúng rồi, trong cái ngâm mà cháy chết các bà còn đi quét lá rồi là dãy cỏ nhau đẻ thôi bây giờ thấy mà. Ông bà thì bà quá thì bà sẽ đỡ khổ bà. Thôi video này toàn có cái thời lượng mình xin kết thúc video đây nhá. Hẹn cả nhà xem clip tiếp theo nhá. Nhưng mọi người nhớ thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Rồi, ok. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Thank you mọi người. Ủng hộ cho kênh nhé. Ờ, hai ông chào cả nhà đấy. Ok. Hẹn cả nhà ra clip tiếp theo. Thank you mọi người. Đấy là mình chia sẻ đơn giản và ngon thôi cả nhà. Đấy, món ăn đồng quê gọi là mình tự làm. Rồi, có được rồi.